Anh về trước đây, con mới về đâu con đợi hả? Đợi gì tá xin nó về luôn rồi lại vậy hả? Con ngồi con đợi cả con. Ngồi đây mình con gái mà ngồi đây mình sao mà được? Không có được đâu, ngồi đây mình á là không có bảo xiên là nguy hiểm lắm. Đi đi về đi cưng nha. Đi. Mà về trước đây, con không có về nữa, giờ đâu. Ngồi con chỉ với ai? Đi bây giờ em đi về đi ha. Ở chút xuyên nó về sau ha. Yên tâm đi, chút xuyên về hà. Xuyên mấy ba cưng chở về kìa. Ờ. Đi nha. Đi về đi. Chịu không? Hả? Chút về à. Nó mắc chồng đâu, đừng lo. Đúng không? Chị xỉu mà vô nó hết hai lần hai chai nước biển rồi biết. Dạ. Yeah. Tức là mình đi vừa, tìm vừa bà già má, vừa bà già bệnh. Dạ. Yeah. Là chị là dâu ở trong nhà chỉ một. Dạ. Yeah. Rồi con nó làm vậy nó nhắm sao chị chịu nổi. Dạ. Yeah. Đây mẹ nói đâu. Rồi vậy... bà già mất luôn, bà nhà chồng mất luôn. Giờ con đi về mà đi rồi. Nắm tang ở dưới quê mà em biết. Chồng gì sao? Nha. Yeah. Một tay chị. Anh là chị trong chuyện ngoài, trong chuyện gia đình anh không có hiểu. Bây giờ cứ nghĩ sao là cứ nói đi chị tôi hả thấy gì sao mũi cắn rồi tay chân mũi cắn rồi nè. Tụi em nhìn bằng tay chị là biết dân chị là sao. Dạ. Yeah. Chị mình cũng làm nông ha, nông nghiệp ha. Dạ. Yeah. Mình làm ruộng vườn. Muốn muốn gì thì nói cho mẹ biết nè, đang có gì mà mấy anh là đã quay lên hết rồi. Mẹ không bao giờ là nói sai những cái lời mẹ đã nói ra. Hả? Giờ con suy nghĩ đi, con nên về, bảo xin nên về chứ giờ đi đâu? Đi làm gì? Đi hoài sao? Đi làm có được bền không? Rồi sau này có con có cái rồi ra đường nó khổ cỡ nào nữa? Không lẽ con sống gì hoài? Đúng con? Bà ngoại năm nay là 81 tuổi rồi. Bà ngoại vẫn còn khỏe hả chị? 81 dạ. Rồi. Ông ngoại thì 86 tuổi rồi. Nhưng mà ở gia đình bà ở cây xứ, ông bà nghe chắc là sắp bệnh luôn á, bà ngoại bệnh luôn, bà ngoại thương lắm. Đi đi nghe là mẹ đi về đi cưng. Nha. Còn bà nội bây giờ cưng nghe sao cưng nói mất, với mẹ cưng kìa. Mới mất mấy tháng nay mà còn 86. Dạ, cưng nói với mẹ cưng đi. Quay qua nói chuyện với mẹ đi. Sao? Ý muốn mình sao á, đặng nói ra cho nó cho mẹ hiểu. Ý cần sao? Con mang tới rồi kìa. Ở dưới gầm cầu ơi. Ở gầm cầu ơi. Bắt gầm cầu ơi. Coi như là nó dẫn bé đi từ hôm nào hôm nay là 7 8 tháng á, nó mới tìm được á. Bà cứ kêu nó về đâu mà kêu nó. Kêu nó về mà nó không chịu về. Gầm cầu. Ý là cho nó về á con chứ không phải công an lại bắt nó. Kêu công an lại bắt nhưng mà đưa nó về nhà tại vì nó không chịu về nhà chứ không phải là bắt nó để nhốt. Nghe. Mẹ nói chứ gà. Kêu nó về nhà sống nhưng mà nó không chịu về. Con bé này nó khờ. Bà nói thì bà bắt chứ làm gì? Không, mẹ kêu về nha, mẹ chỉ khuyên nó mà nó không có về thì nhờ công an cho nó sợ rằng nó về nhà mẹ thôi. Chứ mẹ không có quyết lòng để bắt nó đi tù đâu. Không sao đâu mà tôi. Mẹ có nói cái gì mà ác ý để đi tù đâu. Kêu công an lại làm gì? Kêu công an bắt cho nó về chứ đừng không giờ bắt dân mình bình thường nó có chịu về không? Cầm cây rồi không quýnh nó. Dạ dạ, ta có quýnh đâu. Không có quýnh đâu mà yên tâm đi, không có quýnh. Chứ gì quýnh, bắt tình thẳng nữa mày thì sao bắt tự để đánh. Nó không. Tài. Cây kìa. Trời ơi, cầm cái cây nó là quýnh bảo xuyên, cầm cái cây là dọ cho nó sợ tươi. À. Nó không quýnh đâu, quýnh lại nhà đã ở đã nhờ kêu nó về chứ mình kêu tay không nó đâu chịu về. Ừ. Mẹ hả? Mẹ nó cầm vậy ta đâu đi quýnh nó vậy, đâu. Vậy ra quýnh nó con ơi. Ta làm việc là lúc nào cũng có cái cây đó thôi. Vậy ai quýnh. Đúng rồi, ta chỉ cầm thôi, không ai quýnh chân á, yên tâm. Tay cầm là ta cái con. Là cái chữ của người ta là được là phải có cái cây hành đây ra đường. Đúng rồi, dạ. Ai mà quýnh ai con? Chuyện gì còn có đó thì nói nhau chứ đâu quýnh. Bây giờ ai quýnh đâu? Đâu ai quýnh đâu, hồi nãy thấy lúc mà tụi anh không đứng mà anh còn can ngăn gia đình mà đâu có ai đụng tới Bảo Xuyên được. Nghĩa là nãy đầu tiên đưa tới đầu quýnh rồi đó. Năm nay chứ không á. Nè chú
Dạ. Dạ dạ. Nhưng mà không đâu có tụi con này đâu. Sợ quýnh bỏ xiên. Sợ công an quýnh bỏ xiên. Nghe tươi nè, tính sợ mà quýnh bỏ xiên. Không có quýnh đâu, yên tâm. Bác Tư là bác Tư. Anh Tư đó là người hàng xóm, ảnh dạ. Đàng hoàng, ảnh dạ. Để hàng gắn cháo lợi thôi. Dạ dạ dạ. Đi bộ thôi chứ. Dạ. Nếu mà anh với chị lập lại nó đâu. Dạ dạ, đúng rồi. Anh chị không có lợi. Từ gia đình mình tự dưới kia chạy lên đây xa không? Xa đó em. Dạ. Ở đâu gia đình mình ở đâu? Ở Ấp Long. Ấp Thanh và Đào Sạp, Đào Long á. Dạ không. Số 4, số 3 đi, số cổng trà mắng đường số này lắm chẳng. Dạ. Dạ. Đường nó xe lớn chạy được không? Được. À được ha. Dạ dạ. Xe tụi em xe 7 chỗ hả? Dạ xe 7 chỗ. À xe 7 chỗ thì đường mình được mà anh Tư. Xe 7 chỗ thì đường mình về tới nhà em được mà. Được không? Chạy ào ào, đừng chạy ào ào. Được con Tư. Được không? Được. Chiều đổ chạy ào ào. Dạ. Dạ dạ. Thì hồi gia đình mình có người ấy đi rồi đưa để lên xe thì tụi em chở về chổng. Dạ. Rồi tụi em. Còn nó lại nói tụi mày ăn bắt nó nữa. Nãy cái miệng nó quen quen. Trời ơi, nó tức thì nó nói gì thôi. Chị em gái. Con nói nè em, nó thấy con đau lòng, nó thấy em gái. Trời ơi, nó khóc một đêm, nó không tin đâu. Kệ nó. Nó khóc thấy con khổ á. Ai không thương em đúng mà, không thương gì em. Nó không thương cực đâu. À, em giận nó vậy, ai không giận nó vậy chứ ai mà bỏ. Nó từ thành phố nó về, nó làm công việc của nó. Dạ. Nó là về kiếm. Như là lần này đang nỉ thôi, giận. Điện thoại ngưng lại đi. Dạ. Đi phụ. Đi về biết nó về. Dạ. Chứ không phải là đi về công việc này, nó không biết gì hết. Dạ. Cũng như Hồng Thắm là đi làm ở Sài Gòn ha. Ừ. Dạ. Mà Hồng Thắm thì nó rất nhanh nhẹn. Dạ. Nó nói chung là hơi khờ, đúng rồi hơi khờ hơn. Chứ nó không khờ thôi, nó khờ theo tư cách của nó chứ nó không có giấy bệnh. Dạ. Mà lúc mà học thì nó có giấy tờ giấy để phổ cập á. Dạ dạ. Để kiềm cho nó lên lớp thôi chứ nó có đặc chuẩn điểm bằng ta. Dạ. Nó học được tới lớp 8. Dạ dạ. Học tới lớp 8 ha, với Hồng Tươi học tới lớp 8. Dạ. Nói như là học để kìm thôi. Dạ dạ. Không có đặc chuẩn bằng ta. Nói chung mà nếu mà mình học tới lớp 8 gì cũng chữ đó này kia cũng biết gành hết hả cô? Ờ biết chữ nhưng mà nếu như còn sai chính tả. Dạ dạ dạ. Nhưng mà em học tình thì cho nó nhắn tin thì nó sai chính tả. Dạ. Từ cách nó nhắn là tôi không có nhắn hết. Dạ. Bảo xin nó nhắn là rất trôi chảy. Dạ. Bởi vì tin nhắn là còn là muốn bỏ xin không. Dạ cái đó là nếu mà nhìn cái tin nhắn là mình hiểu liền ha. Dạ. Dạ. Hoặc là công chấm hết nó chỉ một câu dài họ liên cùng. Dạ dạ. Kia thì nó đủ cái chữ. Dạ cũng như là nó gành hết. Nó gành hết. Dạ. Dạ dạ. Chỉ nhìn sơ cái tin nhắn là biết được cách của nó rồi. Dạ. Nhưng mà cô không cho tin nhắn. Cô nhờ người ta coi. Dạ. Cũng như là từ lúc mà Hồng Tươi á là ở nhà nhưng mà đi lên trên Sài Gòn làm là mới quen Bảo Xuyên. Dạ. Thì chắc cũng chắc lên Sài Gòn rồi á là có ngày nó không có làm. Dạ. Dạ. Bé biết là nấu cơm đồ giỏi không cô? Nấu cơm làm đồ ăn thì nó không được ngon nhưng mà làm cũng ok ha. Dạ. Ăn tạm được. Dạ. Từ từ giỏi chứ gì. Dạ. 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 Cũng như là cũng như cô của mà Hồng Tươi là kêu đi lên Sài Gòn tiếp ha, là ở phụ. Dạ. Phụ rồi nên là ở nhà chỉ nấu cơm rồi thôi. Chắc rảnh lên Facebook nè mới gặp nè. Tại tuổi mới lớn mà cô. Dạ. Tuổi mới lớn mà nói chung là ai mà không có một cái tình yêu mãnh liệt đâu. Cũng có người nhà nói là với nó. Dạ. Dạ. Yeah. Sao mà bị thằng này. Dạ. Tại vì nó chưa có tình yêu nên nó mê thằng này. Dạ. Bữa nó dậy ta dẫn lên tụi nó cưới nhưng mà nó không chịu thì thôi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Tại vì nó nói chung là nó thương rồi. Nó thương rồi ấy thì con cũng không cấm cản, con kêu thằng này về. Dạ. Yeah. Kêu về đặng mình tính cho hai đứa ha. Dạ. Nó biết con
Yeah. Chưa từng chữ nóng nó tiếng nào luôn. Có từng nóng nó nói, có nói được một câu gì nè. Con có còn tính chất thằng ông nữa không? Dạ. Con có còn tính chất thằng ông nữa không? Hỏi nó một câu gì thôi. Dạ. Tắt máy đi. Dạ. Bảo xin con còn có từng nó có còn đủ thằng tính chất thằng ông nữa không? Nó cái thằng ông nó tắt máy. Dạ. Nói chuyện của nó là không có để giải thích thông nó được nhiều. Nó cần mà khi mà chuyển tiền á, dạ. Nói chung mà bữa nay thì mình cũng đã gặp được Hồng Tươi rồi, cô cũng mừng ha. Dạ. Cũng mừng rồi. Từ từ thì mình sẽ giải quyết rồi khuyên can hai đứa thôi để mà hai đứa về nhà chứ không có để cho hai đứa mình đi lang thang nữa. Lang thang nữa rất là cực. Dạ.